sao nay hỏi gì nữa? Em muốn hỏi là em hay sắp xếp đồ á. Ừ. Thì cái đồ hàng mới về, như hàng Santa bữa mới về á, thì em sắp em thấy nó không được gọn gàng mà cũng không được đẹp á. Nhiều khi nhiều đồ quá em sắp còn bị thiếu chỗ nữa. Mà em thấy hôm sau là tự nhiên nguyên cái quầy hàng á được trưng rất là gọn gàng, rất là đẹp. Là như là em biết là anh sắp cái quầy đó đúng không anh? Đúng rồi. Thì em hỏi là sao anh có thể sắp xếp một cách hợp lý mà kiểu như là có thể đẹp như vậy được. Ok, thì cái điều này thì anh chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Và anh rất là kỳ vọng khi mà tụi em đi làm ở đây đó là gì? Tụi em phải rèn luyện một cái kỹ năng là kỹ năng sắp xếp. Cái kỹ năng sắp xếp là một cái kỹ năng phải có của một cái người quản lý và lãnh đạo. Em không thể nào em lãnh đạo quản lý ai nếu mà em không khả năng sắp xếp. Mà sắp xếp ở đây không phải là mình sắp xếp con người, mình sắp xếp cái vai trò công việc đâu. Cái đó là một phần thôi. Khi em có tư duy sắp xếp thì cái gì em cũng phải sắp xếp được. Thì mình sắp xếp như thế nào, làm sao cho nó ok thì thường á, lý do mà mình, nhưng ngay từ đầu anh nói với em á, khi em bước vào đây em đừng có sợ sai, và em phải có một cái tinh thần là gì, chấp nhận sai, phá đi lặp lại thì em mới sắp xếp được. Cái cuộc sống này nè, nó rất là hay, nó có một cái bẫy, nó làm cho con người ta càng lúc càng lộn xộn. Em thấy cuộc sống mình á, mình sắp xong một thời gian nó lộn xộn lại nữa, là mình phải sắp mà mình phải làm điều đó liên tục. Tức là khi mà mình làm một cái gì đó, mình hay có cảm giác là mình tiếc với cái cũ của mình làm và mình không dám bỏ đi. Vì khi em không dám bỏ đi thì cái cũ nó vẫn còn đó, làm sao em làm được cái mới, đúng không? Thì cái sự dám bỏ đi đó, dám làm lại đó, đó là cái tinh thần đầu tiên trong cái sự sắp xếp, đúng không? Mình sắp rồi, nhiều khi nó xong luôn rồi mà mình thấy chưa hài lòng thì mình sẽ sẵn sàng bỏ đi sắp lại. Anh luôn làm việc với một cái tinh thần như thế này nè. Nếu anh thấy rằng cái kết quả tiếp theo anh làm nó tốt hơn thì anh không bao giờ tiếc cái cũ. Wow, rất là hay. Anh không bao giờ tiếc cái thời gian hay công sức anh đã bỏ ra, tại vì anh biết chắc chắn rằng là gì, nếu anh không có cái cũ đó thì nó không có cái mới. Nên là mình nhìn cái cũ với gì, mình nhìn cái cũ với cái thái độ của sự trân trọng. Wow, nhờ mày mà tao đã tốt hơn, đúng không? Chứ em nhìn cái cũ với cái việc là đó là một cái thành quả của em á thì em mới trời tiếc quá, nãy giờ làm đã đợi nhờ ngồi làm lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình biết chắc chắn cái mới của mình nó tốt hơn mà, tại sao mình phải sợ cái chuyện là mình phải bỏ đi cái cũ? Đó là em làm việc ở đây em mới thấy anh là gì, ủa ông Vinh cũng thao thao hoài, tại vì cái thái độ của mình nó tốt hơn. Và cuộc sống mình phải là như vậy, nó liên quan đến về triết lý học, triết lý sống luôn. Nói về cuộc sống em, chẳng hạn như em có một cái tính cách nó chưa tốt mà em cứ bám giữ nó hoài, làm sao mà em thấy nó tốt hơn được? Người ta hay có một cái vấn đề, người ta không bao giờ người ta thay đổi trong cuộc sống là gì không? Em thấy cái câu rất là quan trọng là gì? Tôi vậy đó, tôi không thay đổi được. Tính tôi vậy đó. Cái tính anh vậy, anh biết cái tính anh không ok, tại sao anh không thay đổi? Tại vì anh biết thay đổi nó tốt hơn mà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng. Thì chính cái sự cố chấp đó, nó sẽ dẫn đến cái việc là mình không có khả năng sắp xếp. Nên cái tư duy sắp xếp đó, anh nói với em đó, nó đến từ rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái tinh thần đầu tiên đó là gì? Mình phải nhìn được cái sự thay đổi của nó sẽ tốt hơn hay không. Mình nhìn cái sự vật hiện tại và mình chân đầu mình biết rằng là nếu cái sự vật này nó chưa ổn, cái gì đó nó chưa ổn đó, vậy mình chấp nhận mình bỏ mình làm lại không? Em làm 10 lần em cũng sẽ ok thôi. Vấn đề là em chưa, giống như tụi em làm, ví dụ tụi em để một cái vít cái kìm chỗ này, tụi em không dám bỏ nó xuống luôn, tại vì em nghĩ rằng cái vị trí đó là ok rồi. Nhưng mà thực tế nó có thể bỏ luôn và em có thể để một cái vị trí hoàn toàn khác ở một cái chỗ khác luôn. Nhưng mà tụi em có dám làm không? Tụi em để một cái thùng ở đó em thấy ok rồi, nhưng mà rõ ràng mình có thể để một cái chỗ khác. Giống như cái thùng này cố chấp tụi em để đi hoài luôn, tụi em có để đó hoài, ủa tại sao mình không đi chỗ khác được, chỗ khác được nữa? Đó mình phải hỏi họ là why, why? Đó là cái sự linh hoạt, là cái điều tiếp theo anh nói với tụi em đó. Linh hoạt ở đây là gì? Linh hoạt là gì? Mình đừng có chấp vô cái chuyện đó, mình đừng có giữ cái chuyện đó hoài. Con người ta khổ là vì chuyện đó đó. Con người ta khổ vì cứ chấp vô cái cũ, cứ chấp vô một cái thứ gì đó mà mình nghĩ nó là như vậy, mà mình không dám thay đổi. Cuộc sống này bản chất của nó là vô thường, đúng không? Cái gì mà nó cũng sẽ thay đổi mỗi ngày, nó thay liên tục luôn. Anh nói ví dụ nha, rất là nhiều nơi người ta, cái cửa hàng khác đó, em đi mấy cái tiệm điện nước đi, em tới 10 năm em thấy họ cũng y chang à. Tại vì sao? Không chịu thay đổi. Tại sao không thay đổi? Tại họ thấy cái đó ổn rồi, hiểu không? Thì cái đó nó ổn,
em phải hiểu như thế này nè. Mình ổn không có nghĩa là, tức là mình đứng yên không có nghĩa là mọi thứ phải đứng yên giống mình. Mọi thứ đều vận động mà. Khách hàng có nhu cầu mỗi ngày mỗi khác. Đối thủ bên ngoài xuất hiện liên tục. Đó là cái trong kinh doanh nha. Còn cuộc sống này em thấy có cái gì đứng yên đâu. Hôm nay nó vậy ngày mai nó khác. Hôm nay người ta thích để chỗ này, ngày mai người ta đã thích cái khác rồi. Ủa tại sao mình lại giữ cái mũi mình hoài vậy mà mình không thay đổi? Ngay cho bản thân mình không thấy thay đổi, mình cũng đâu thích thú đâu. Ờ, nên á, khi mà em rèn luyện được cái tính đó, thứ nhất nè, em sẽ thấy mình siêng năng hơn. Em sẽ thấy mình sáng tạo hơn. Em sẽ thấy mình linh hoạt hơn. Và cái cuối cùng anh nói em là gì? Em sẽ thấy mình giá trị hơn. Cái bản lĩnh của một người, người này khác người kia ở chỗ đó, mày dám làm, mày dám bỏ, mày dám làm mới tốt hơn. Chứ không phải làm xong. Khác biệt là gì nè? Làm nửa giờ, lỡ giờ nửa chừng, bỏ, không làm nữa. Thì đó là gì? Đó là xấu. Ok, em đã làm ok rồi, nhưng em dám bỏ một cái ok hơn. Thế nghĩa là người khác, ơi Bình, cái này tốt lắm Bình, nhưng nếu ngày mai em có một ý tưởng tốt hơn thì em mạnh dạn em làm. Đó, vậy mới là cuộc sống chứ, vậy mới là cái điều hứng thú, vậy đó là đi làm. Ok này, em thấy người ta khen tốt, cái em cứ vậy em giữ hoài. Tại vì cái tốt của người ta thấy á, người ta chỉ thấy tới đó thôi. Tại vì cái thấy của người ta không thể nào có thấy của em được. Tại vì cái thấy của em là cái thấy của sự hiểu biết sâu hơn. Em biết cái vấn đề nó là ở đâu, đúng không? Còn cái thấy của một người bình thường, tức là cái thấy bình thường thôi. Nhiều khi cái tiêu chuẩn của mọi người nó sẽ khác nhau. Ví dụ cái tiêu chuẩn của, ví dụ mình làm web đi, website của mình đi. Nhiều người nói, ơ cái web này vậy là được rồi. Nhưng mà tại sao mình phải liên tục mình thay đổi nó? Tại vì cái thấy của mình nó khác cái thấy của người khác. Hiểu không? Đó, thì cái lý do mà tại sao mà khi mà anh sắp xếp á, anh thấy em sắp xếp nó rất là nhanh. Nhanh. Vì sao? Anh liên tục, anh bỏ này, anh không được, anh bỏ lại, bỏ đi, bỏ lại. Khi mà anh đã tìm được cái điểm ok là từ đó anh follow theo liền. Rồi nhiều khi anh làm tới cuối luôn Anh vẫn bỏ, anh làm lại. Nhưng mà tại vì khi mà em đã làm lại, chắc chắn em sẽ làm nhanh hơn lần trước. Đúng không? À, cái sự khác biệt rất là hay của cái việc đó là khi mà mình đã làm một cái thứ cũ rồi, khi mình bỏ, mình làm nhanh hơn gấp 10 lần. Quan trọng là mình có dám bỏ không? Đúng, còn khi em không dám bỏ đó thì em sẽ vô cùng mất thời gian luôn. Tại vì em cứ sửa không à. Đúng không? Đôi khi cái việc sửa nó mất thời gian hơn là cái việc mình đập đi xe lại. Đó, thì cái tinh thần đó là cái tinh thần mà của một cái người khởi nghiệp. Tinh thần của một cái người, tụi em làm, ví dụ anh định hướng cho tụi em làm quản lý, lãnh đạo sau này cũng vậy. Mà có tinh thần đó, chứ mình không có tinh thần đó là mình thua. Rất là hay, tại vì chỉ thông qua cái việc mà sắp xếp thôi mà em không ngờ nó có rất là nhiều ý nghĩa trong đó luôn đó. Tại vì cái việc sắp xếp chỉ là cái bề nổi, em hiểu không? Tất cả mọi thứ mà em đang thấy á, một người nào đó làm, bản thân em làm là bề nổi phản ánh em thôi. Nhưng mà cái chiều sâu của em á, đúng không, nó sẽ là cái thứ quyết định em á. Cùng một người hai công, một công chuyện, cùng một công chuyện đó hai người làm khác nhau, lý do bên trong họ sẽ khác nhau. Từ cái tiêu chuẩn, từ kỹ năng, từ kinh nghiệm, từ kiến thức, từ cái tinh thần, thấy chưa, năm yếu tố đó luôn nó quyết định. Ví dụ anh làm nhanh hơn tụi em là gì? Thứ nhất, tinh thần anh dám bỏ đi xây lại nè, đúng không? Thứ hai, kiến thức anh có, anh biết là cái sản phẩm đó sẽ phải để làm sao, để như thế nào nó phù hợp về mặt logic, nó phù hợp về mặt trải nghiệm khách hàng, kinh nghiệm quá trời, đúng không? Rồi gì nữa, cái kỹ năng, tay chân anh lanh lẹ, tại vì sao, anh làm nhiều thì anh rất lanh lẹ, còn tay chân em chậm là do em không có rèn luyện thôi. Ví dụ như bản thân em sức khỏe về mặt khí chất em nó không tốt thì làm sao em nhanh nhẹn được, đúng không? Đó, thì tất cả những cái thứ đó nó tạo nên một cái hành động mà ở đó em thấy rồi. Ở đó là cái người bình thường mà nhìn một cái hiện tượng á thì họ thấy bình thường, nhưng khi em nhìn một cái hiện tượng mà em thấy được cái bên trong đó, tức là bản thân em đã có nó. Em có em mới thấy, em không có em không bao giờ thấy. Như anh nhìn em, anh biết anh nhìn, chỉ cần một bạn tới đây làm việc với anh bắt người đó sắp cái kệ thôi là anh biết cái bạn đó đang ở đâu.
kiến thức bạn đó có không, kinh nghiệm bạn có không, kỹ năng bạn đó có không, tinh thần bạn đó có hay không, anh biết liền. Nên những người mà em thấy họ đi tu á, cái tâm họ sâu sắc á, họ nói chuyện, họ nhìn em qua, nói em vài tiếng thôi là họ biết được tâm can của mình rồi, tại vì họ trải qua rồi. Đó là anh làm ở đây cuối cùng anh nói với em là gì, tại sao á anh rất là tự tin, mặc dù nó khó thiệt sự, nhưng mà khi mà anh làm á anh không có sợ bị copy. Em thấy anh làm gì anh cũng show cho người ta coi không, thậm chí còn chỉ người ta nữa. Tại anh biết anh trải qua cái việc làm đó rồi, anh biết nó không có dễ. Mà nếu thật sự cái người nào mà làm được như mình thì cái người đó xứng đáng trở thành đối thủ của mình, đúng không? Em làm đây 2 tháng thôi mà thật sự luôn, trải qua nhớ không nhầm là 3 lần thay đổi toàn những người, gần như là toàn bộ cái sự trưng bày. Thật sự là cũng rất là khó đó, để có nhiều cửa hàng có thể làm như vậy. Mà em thấy nó tốt không? Dạ có. Khách hàng của đây đều khen là cái sự thay đổi là đẹp. Kính hay là cái quầy xa tay vậy, khách hàng nào em thấy đa số đều khen mình hết. Ok. Đấy, thấy là tinh thần của anh nói y chang nãy giờ anh nói luôn. Dám đó nói. Thì bây giờ anh chia sẻ cho em chỉ giữ với cái tinh thần đó thôi, rồi cứ như vậy á mà phát huy ha. Cảm ơn.